Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 26 tháng 12 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề hướng dẫn lập báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp không phát sinh doanh thu và trường hợp gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết. Lập báo cáo tài chính không phát sinh số liệu như thế nào? Đối với các doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trong năm, doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh mua bán hàng hóa, được báo cáo tài chính như thế nào là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp vướng mắc. Để lập báo cáo tài chính không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề dưới đây. 1. Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính kể cả khi không phát sinh doanh thu. Căn cứ theo khoản 1 điều 3 luật kế toán năm 2015, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Theo khoản 4 điều 6 luật kế toán năm 2015, báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại điều 31 và điều 32 của luật này. Mặt khác, theo khoản 4 điều 32 luật kế toán 2015, đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn hơn 120 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Nếu pháp luật về chứng khoán bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định này thì sẽ thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật về lĩnh vực đó. Như vậy, báo cáo tài chính sẽ áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Theo quy định, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác và tuân thủ đúng thời hạn quy định của pháp luật về kế toán, thống kê đầy đủ kể cả trường hợp không phát sinh doanh thu chi phí. 2. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính không phát sinh số liệu. Doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán gì, cũng chưa phát hành hóa đơn thì lập báo cáo tài chính như thế nào? Về bản chất, chỉ cần phát sinh hai đối tượng kế toán đối ứng nhau là doanh nghiệp đã có số liệu để lập báo cáo tài chính. Ví dụ, đối với các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hóa đơn dịch vụ thành lập, biên lai lệ phí của nhà nước về đăng ký doanh nghiệp thì đây là chi phí để ghi vào sổ kế toán. Khi đó, đối tượng kế toán phát sinh là chi phí tài khoản 642 và tiền tài khoản 111 hoặc tài khoản 112. Đối với khoản gốc, vốn góp, sau khi đã đăng ký thành lập và đi vào hoạt động, khoản vốn góp theo quy định sẽ được liệt kê vào đối tượng kế toán về vốn chủ sở hữu tài khoản 411 và tài sản tài khoản 111 hoặc 112, 211, v.v. Nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài thì bạn phải khai và nộp lệ phí môn bài. Đối tượng kế toán trong trường hợp này là phải trả ngân sách nhà nước tài khoản 3339, tiền tài khoản 112 và chi phí tài khoản 642. Nếu doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng và nộp phí duy trì tài khoản thì khoản phí duy trì này thuộc đối tượng kế toán về tiền hoặc vốn chủ sở hữu. Trường hợp doanh nghiệp có mua và sử dụng chữ ký số thì đối tượng kế toán phát sinh về tiền. Năm sau của năm thành lập, doanh nghiệp sẽ phải nộp lệ phí môn bài, nợ tài khoản 642 có tài khoản 3339, khi nộp sẽ hạch toán vào nợ tài khoản 3339 có tài khoản 112. Hàng tháng doanh nghiệp phát sinh các khoản phí dịch vụ ngân hàng như nợ tài khoản 632 có tài khoản 112, lãi tiền gửi không kỳ hạn, nợ tài khoản 112 có tài khoản 515, v.v. Như vậy, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán, doanh nghiệp vẫn có thể phát sinh các nghiệp vụ nêu trên. Doanh nghiệp cần xác định những đối tượng kế toán phát sinh, hạch toán và lập báo cáo tài chính phù hợp. 3. Bộ hồ sơ báo cáo tài chính. Theo quy định, bộ hồ sơ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, để lập được báo cáo tài chính gồm đủ 4 mục hồ sơ trên, bạn cần chuẩn bị hồ sơ lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý, tháng, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, sổ phụ ngân hàng, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán chi tiết các vấn đề liên quan để tạo ra được các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chuẩn bị bảng lương 12 tháng bao gồm đầy đủ thông tin họ tên, mã số thuế cá nhân hoặc dùng chứng minh nhân dân, căn cước công dân nếu chưa có mã số thuế, thuyết minh báo cáo tài chính. 4. Lưu ý khi lập báo cáo tài chính không phát sinh.
Doanh nghiệp không phát sinh dữ liệu về doanh thu chi phí vẫn phải lập báo cáo tài chính, nên vẫn cần tuân thủ các quy định chung về nộp báo cáo tài chính bao gồm: thời hạn nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định của pháp luật. Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị kế toán, thời hạn nộp chậm nhất là 30 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ, tổng công ty nhà nước, thời hạn chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định bởi tổng công ty. Doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác, chậm nhất là 90 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định bởi công ty mẹ, tổng công ty. Ghi chép đầy đủ các chi phí từ khi thành lập công ty. Doanh nghiệp mới thành lập cần ghi lại chi tiết và đầy đủ các khoản chi phí trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Đây là bước quan trọng để lập được báo cáo tài chính, không phát sinh doanh thu. Các loại chi phí doanh nghiệp cần lưu ý gồm: giá thành thuê văn phòng, phân xưởng, kho, hóa đơn dịch vụ thành lập, biên lai lệ phí nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi phí mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế, máy móc, văn phòng phẩm, v.v. Chi phí trả lương cho cán bộ công nhân viên làm việc tại doanh nghiệp. Mức phạt không nộp báo cáo tài chính. Như đã phân tích ở trên, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp không phát sinh số liệu về doanh thu, chi phí, doanh nghiệp vẫn phải có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính, trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán. Theo khoản 4 điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp vi phạm quy định nộp báo cáo tài chính có thể bị phạt như sau: phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: A. Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Không công khai báo cáo tài chính theo quy định. Trên đây là hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính không phát sinh doanh thu, ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán thì vẫn cần lập báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng quy định pháp luật về kế toán. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp. Điều kiện để được gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp về việc doanh nghiệp có được phép gộp báo cáo tài chính của 2 năm liền kề hay không cần căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về việc gộp kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch nhưng sẽ được xác định theo năm tài chính áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch. Đối với kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập, từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 3 tháng. Được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo với doanh nghiệp mới thành lập hoặc kỳ tính thuế năm trước đó với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không được vượt quá thời gian 15 tháng. Tại khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 cũng có quy định về việc gộp kỳ kế toán như sau. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng. Như vậy, để được gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau: kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng, tổng cộng kỳ kế toán năm của 2 năm gộp lại phải ít hơn 15 tháng. Đối tượng được gộp báo cáo tài chính: dựa theo những quy định nêu trên, những doanh nghiệp thuộc đối tượng dưới đây sẽ được gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp. Cụ thể gồm: doanh nghiệp vừa mới thành lập, kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian ngắn hơn 3 tháng, thì sẽ được cộng với kỳ kế toán của năm kế tiếp. Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ ngày 1 tháng 10 của năm nay, được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản,
áp dụng cho trường hợp kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo sẽ được gộp vào báo cáo vào năm liền trước. Những lưu ý khi gộp báo cáo tài chính, để có thể thực hiện gộp báo cáo tài chính của 2 năm liền kề cũng như quyết toán thuế sang năm sau, trước hết doanh nghiệp cần làm thủ tục đề nghị xin gộp với cơ quan thuế quản lý. Gộp báo cáo tài chính cũng đồng nghĩa với việc gộp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng với kỳ kế toán kế tiếp hoặc với kỳ kế toán trước đó, vậy nên kế toán doanh nghiệp sẽ cần thực hiện lập báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một lần vào năm sau nếu gộp năm đầu và năm tiếp, hoặc lập báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một lần vào năm nay nếu gộp với năm cuối cùng do giải thể, sáp nhập, chia tách. Lưu ý để tránh gây khó khăn cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp, tốt nhất không nên gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chính năm đó nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm đó trở đi. Ngoài ra, kế toán doanh nghiệp cũng cần nắm được thời hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể là trước thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm xin gộp báo cáo tài chính. Trên đây là một số nội dung liên quan tới lập báo cáo tài chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app Sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên.